Báo Indonesia khen đội trưởng U20 Việt Nam. Việt Nam là một trong số ít quốc gia châu Á có nền bóng đá phát triển ngoạn mục 10 năm qua. Sau khi thế hệ Nguyễn Quang Hải trở thành nòng cốt của đội tuyển quốc gia, Việt Nam sắp sửa trình làng thế hệ tuyển thủ mới, dẫn đầu bởi Khuất Văn Khang, tờ Bola viết. Tờ báo hàng đầu Indonesia bị ấn tượng bởi màn trình diễn của Khuất Văn Khang ở mỗi dịp đối đầu giữa các đội tuyển trẻ thời gian qua. Chỉ trong năm 2022, Văn Khang khoác áo 3 cấp độ đội tuyển là U20, U23 và tuyển quốc gia Việt Nam. Trong vai trò đội trưởng U20 Việt Nam, Văn Khang tỏa sáng giúp đội giành hạng 3 U19 Đông Nam Á ở Indonesia, cùng đội giành vé vượt qua vòng loại U20 châu Á 2023. Khuất Văn Khang là mẫu cầu thủ kiến thiết hiện đại, cầu thủ này đang thi đấu cho câu lạc bộ hàng đầu Việt Nam là Viettel, Bola viết. Tờ báo Indonesia cũng tự hào khi có Marcelino Ferdinand để so sánh với Khuất Văn Khang và tin rằng đây là hai cầu thủ trẻ có cơ hội tỏa sáng ở U20 châu Á 2023, giải đấu khởi đầu của những tên tuổi hàng đầu châu Á như Takefusa Kubo, Takehiro Tomi, Yasuhaye Amoed Ali. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!